Tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm, chẳng bằng trong giây lát. Cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn, hơn trăm năm tế tự. Bản dịch của Hòa Thượng Châu. Một lần nữa con kính hành lễ chờ Đức Tăng và sư sinh nhường mít nè chưa rung. Dạ, sa thủ, chúng con thành kính hành lễ tri ân để Đức Tuệ Nhẫn đã từ bi hoan hỷ tiêu phong ôn bài Pháp Quốc Kinh 106 và cảm ơn Trăng Đông. Và con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Thanh Tâm vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ sư có nghe được âm thanh con không? Bạch sư, sư có cầm mít được? Thưa cho con xin một tín hiệu à. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư ôn bài Pháp Quốc Kinh 106. Dạ xa thủ lành thai con kính dân mít đến sư ạ. Dạ, mô Phật. Trước hết con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô, kính chào Phật tử. Sư xin đọc bài 106 trong Kinh Pháp Cú. Ma se sa ha se na yo ya te yo ya che ta sa tăng sa năng e kan ca pa vi ta ta năng Muhu ta mapi hu ya che sa ye wa hu ya na say yo chan che wa sa sa đăng hu đăng. Xin lỗi tí, mắt không thấy đường. Ma se sa ha se na yo ya ye ta sa tăng sa năng e can cha pa vi ta năng muhu tam a muhu hu cha me sa ye wa hu cha na say yo wan che wa sa sa tăng hu năng ma se sa ha se na yo ya che ta sa tăng sa năng e can cha pa vi ta ta năng ma hú ta ma pi hu cha ye sa ye wa hu gia na say yo yan che wa sa sa tăng hu năng. Tháng tháng bỏ ngàn vàng, tự chế cả trăm năm, chẳng bằng trong giây lát. Cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn, hơn trăm năm tế tự. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm, chẳng bằng trong giây lát. Cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn. Ma se sa ha se na yo cha ye tha sa tăng sa năng e can cha pa vi ta ta năng mu hu ta ma pi hu ya che sa ye wa hu cha na say yo yan che wa sa sa tăng hu năng. Dạ Phật, sư đã đọc xong rồi. Kính cảm ơn đạo tràng. Dạ mô Phật. Hello, xin hỏi đạo. Dạ, kính cảm ơn chị. Sa thú lành thai, con kính tri ân Thượng Tọa Thanh Tâm. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, dặn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Thanh Tâm, sư Tuệ Nhẫn.
Con kính chào đạo tràng. Con xin kính đọc câu pháp cú số 106. Ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa măng e can cha pha vi ta ta năng mu hu ta ma pi u cha ye sa ye wa bu cha na say yo dành chê quát xa xa tăng hú tăng. Ma sê xa hát sê na dù gia chê tha xa tăng xa măng ê căn cha phà quy ta ta năng mu hút ta ma pi bù cha dê xa dê quá bù cha na say dù dành chê quát xa xa tăng hú tăng. Ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa măng e can cha pha vi ta ta năng mu hu ta ma pi pu cha ye sa ye wa pu cha na say yo yan che wa sa sa tăng hu tăng. Tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa măng e can cha pha vi ta ta năng mu hu tam ma pi pu cha ye sa ye wa bu cha na say yo dành chê quá xa xa tăng hô tăng. Trăm năm bỏ cả thời gian chí thành tế tự núi vàng rừng châu chẳng bằng giây lát cúi đầu cúng dường bậc thánh dày sâu phước lành. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời Sis Thái Minh. Dạ, sa thư lành thay, cảm ơn chị Đặng Đông. Nam mô Bích Thà Giá, nam mô Thần Bà Giá, nam mô Sơn Khà Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Thanh Tâm, Đại Đức Tuệ Nhẫn. Kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 106. Ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa măng e can cha pha vi ta ta năng mu hu ta ma pi mu mu hu mu hu cha trẻ mình tí ạ. Mu hút ta ma bi bù cha về xa về quá bù cha na thầy vô và quá xa xa tầng hư tầng. Ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa măng e can cha pha vi ta ta năng mu hu ta ma pi bu cha ye pa ye wa bu cha na te yo yam che wa sa sa tăng hu tăng. Ma se sa ha se na yo ya che tha sa tăng sa măng ê căn cha pha vi ta ta năng mu ta ma bi bu cha dê ta dê qua bu cha na say du dâm chê qua xa xa tăng hu tăng. Tháng tháng bỏ ngàn vàng tế tự cả trăm năm chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ma se sa se na yo ya che tha sa tăng sa mần
Ekam cha pa vita ta nang mu hu ta ma ni pu cha ye ta ye va pu cha na se yo yan che va ta ta tang hu tang ma se ta se na yo ya che tha sa tang tam mang Ekam cha pa vita ta nang mu hu ta ma pi pu cha ye Sa dê quá cù chá na si dô danh chê quá sát sát tăng hư tăng. Trăm năm bỏ cả thời gian, chí thành tế tự núi vàng rừng châu. Chẳng bằng dây lát cúi đầu cúng dường bậc thánh về sâu phước lành. Phổ thư của Hòa Thượng Vương Đức và kính dân đích lại đạo tràng. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô em mình. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, cảm ơn Đồng Đồng. Dạ, một lần nữa Nhục Quỳnh kính mời bàn tay quý vị à, mời Thanh Thủy, mời cô nghe Pháp, mời Tâm Pháp, mời Dung Nguyễn, mời Phú Viễn Quy Nhân. Dạ, quý vị đưa bàn tay xinh đẹp quý vị lên đi. Dạ, Tâm Pháp có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Thanh Thủy có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dung Nguyễn có nghe được không? Phú Biển nữa. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không ạ? À? Alo, alo, cảm ơn. Rồi, mời Dung Nguyễn đưa bàn tay nè. Dạ, kính mời bàn tay quý vị ạ. Dạ không sao, ở ngoài ngồi nghe. Dạ Tâm Pháp nhưng giờ đang ở ngoài đường, ở ở trong nhà. Tâm Pháp ơi, Phú Biển nữa, Phú Biển ở ngoài đường ở trong nhà. Rồi mời bằng tay Tâm Pháp nghe. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con thành kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Dạ kính tri ân cô Ràng Đồng Xích Nhật Quỳnh cho biết là âm thanh rõ. Dạ con xin đọc câu Phật ngôn 106. Con kính trang của Đàn Đồng. Ma se ma se sa ha se na yo ya che ta sa tang sa na sa mang e can cha pa quý ta ta năng mu hu ta ma pi bu cha ye sa ye qua cha na say yo dành quá sát sa ha se na yo ya che ta sa tăng sát mằng e can chấp pa quý ta ta năng mu hu ta ma bi bu cha về sa sa về quá bu cha na say yo dành chề quá xa xa tầng hú tầng tháng tháng bỏ ngàn vàng tế tự cả trăm năm chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trăm năm bỏ cả thời gian chí thành tế tự núi vàng rừng châu chẳng bằng giây lát cúi đầu
cúng dường bậc thánh, dày sâu phước lành của hòa thượng giới đức. Để con thử kệ. Ma se ma se sa ha se na yo ya che ta sa tang sa mang e gan cha pa quy ta ta nang mo ho ta ma bi pu cha ye sa ye wa pu cha na sa yo danh chê qua xa xa tăng hu tăng. Thôi cho con đọc hay anh lâu quá không kể, con kể khó quá. Ma se ma se sa ha se na yo ya chê ta sa tăng sa măng e can cha pa quý ta ta năng mu hu ta ma pi pu cha dê sa dê qua pu cha na say yo danh chê quá này không phải danh chê quá xa xa tăng hú tăng. À, vậy còn 6 phút nữa xích lên luôn hả xích ta? Dạ con đã đọc xong, con kính thiền đầu tiên. Dạ lâu quá con trốn lâu quá, giờ con đọc Bali rất là chậm luôn. Dạ cần ai kính mời xin nhập nguyện Nam Mô Bụt Tha. Dạ dạ sa thú sa thú, kính cảm ơn tâm pháp rất là nhiều. Nhật Quỳnh biết tâm pháp đang ở ngoài đường đó, ngoài trốn ở chỗ nào đọc phải không, nên bị phân tâm phải không. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Giá dạ mến bề hoàng ta Trần Đạo. Trần Đạo ơi, Trần Đạo rồi, mời Trần Đạo nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Thanh Tâm cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ với cô Tu Nữ, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Đằng Long cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 106. Ma se sa ha se na yo cha ye tha sa tăng sa năng e căng cha ba vi ta ta năng hu hu tâm ma bi bu cha ye se ya cha wa bu cha ma se yo yan ke wa sa sa tăng hu tăng. Ma se ma se sa ha se na yo cha ye tha sa tăng sa năng e căng cha ba vi ta ta năng mu hu tâm ma bi bu cha ye sa ye wa bu cha na se yo yang ke wa sa sa tăng hu tăng. Tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm, chẳng bằng trong giây lát. Cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ma se ma se sa ha se na ha, vô cha dê tha sa tăng sa năng. Ê căng cha ba vì ta ta năng. Mu hu ta ma bi pu cha ye sa ye wa pu cha na say yo yang ke wa sa sa tăng hu tăng. Trăm năm bỏ cả thời gian chí thành tế tử, núi vàng rừng châu chẳng bằng giây lát cúi đầu. Cúng dường bậc thánh dày sâu phước lành, đó là phổ thơ của Hòa Thượng Như Đức. Dạ con đã kể xong rồi, con xin gửi mic lại cho đạo.
Dạ, sa thú kính cảm ơn Sích Trần Đạo. Dạ, cảm ơn Đăng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Còn phố biển nữa, nãy giờ Nhật Quỳnh thấy phố biển chạy ra chạy vào nhiều lần rồi. Phố biển có lên đọc bài không phố biển? Phố biển có lên đọc bài không cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Mời phố biển nha, sa thú. Dạ, do con thấy gần gần 7 giờ rồi là con dám giơ tay. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ sư Minh Hạnh, sư Minh Mẫn cùng chư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và con kính lễ quý bà, quý cô tương nữ. Xin chào quý cô chú anh em trong đạo tràng, cho con đã bà câu pháp cú số 106. Ma se ma se sa hát se na yo ya che tha sa tăng sa măng e can cha pha vi tát ta ta năng mũ hút tá má bí bù chá dê xà dê quá bù chá nà xây dồ danh chê quát xá xá tăng hú tăng ma xê xá hát xê ná dô giá chê thá xá tăng xá năng ê cành chá phà quý tát tà năng mú hút tá má bí bù chá dê xa về quá bù chán nà xây vô dành chề quát xa xa tăng hú tăng ma xê xa hát xê ná vô giá chề thá xa tăng xa măng ê cầm chá phà ví tát tà năng mú hút tá má bí bù chá về xà về quá bù chá nà xây vô dành chề quát xá xá tăng hữu tăng tháng tháng bỏ ngàn vàng tế tự cả trăm năm chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trăm năm bỏ cả thời gian trí thành tế tự, núi vàng rừng châu, chẳng bằng giây lát cúi đầu cúng dường bậc thánh dày sâu phước lành. Bản dịch của Thượng Giới Đức. Dạ, con đã trả bài xong. Con cảm ơn đang gửi mít lại cho cô Nhật Quỳnh ạ. Sa thủ kính cảm ơn phổ biển. Dạ, Nam Mô Bụt Thà. Dạ, dạ cảm ơn Sư Trần Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ Tôn Đức, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn trở lại đạo trang. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả. Phố biển Vi Nhân, Sích Trần Đạo, Sích Tâm Pháp, Cô Ái Minh, Sích Trạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh và cũng chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Thanh Tâm Đại Đức Nhẫn đã cùng chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh 106. Dạ, con bây giờ thì đã đến thời gian học bài mới là câu Pháp Cú Kinh 107. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh để cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Bích Thà. Dạ, Nam mô Bích Thà. Dạ, Nam mô Tham Ma. Dạ, Nam mô Sang Kha. Dạ, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành đại tạng mùi hương
Pháp màu ánh sáng phi thường, chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vật ngầm người khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi quan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp quốc kinh số 107. Và Nhật Bình kính cảm ơn Trạng Đông đã cho bài học. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ sư, có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn. Dạ, sa thủ lành thai, con kính dân bích đến sư. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, con kính dân bích đến sư ạ. Dạ, sa thú lành thai, kính tri ân xin Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nó update lại cái nó update lại cái nó thay đổi lung tung rồi, thành ra giờ rồi ra rồi, giờ chính là phải mò mò lại. Rồi, được rồi. Dạ, rồi bây giờ chắc nghe ok rồi. Dạ, kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức hiện diện. Kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Sau khi chúng ta đã ôn xong bài học cũ rồi thì bây giờ chúng ta bước sang học bài mới với câu kệ pháp cú số 107. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng. Câu kệ 107 có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất: Yo cha wa sa sa tăng chan tu. Yo cha wa sa sa tăng chan tu. Đoạn thứ hai: Ác gin pari cha re wa ne. Ác gin pari cha re wa ne. Đoạn thứ ba: E can cha pha wi tat ta năng. E can cha pha wi tat ta năng. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng: Muhutamapi pu cha ye. Muhutamapi pu cha ye. Ồ, tới 6 đoạn lần ha. Dạ, 6 đoạn lần.
Đoạn thứ năm. Sa ye wa pu cha na say yo. Sa ye wa pu cha na say yo. Và đoạn thứ sáu, đoạn cuối cùng. Danh che wa sa sa tăng hu tăng. Danh che wa sa sa tăng hu tăng. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch xuôi của sáu đoạn này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên vô là một cái đại từ quan hệ, có nghĩa là người nào. Từ thứ hai chá, đây là liên từ có nghĩa và. Từ thứ ba quá xuất sắc tăng. Quá xuất sắc tăng, từ này hôm rồi chúng ta đã học nhiều rồi. Quá xuất sắc tăng có nghĩa là 100 năm. Từ cuối cùng chan tú. Chan tú là chỉ cho người. Chỉ cho con người nói chung vậy. Chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên akin, akgi, chia theo đối cách. Akin là lửa hay là ngọn lửa. Từ thứ hai parichare. Parichare đây là một cái động từ paricharati, mà chia theo khả năng cách. Parichare đó mình dịch là có thể. Có thể săn sóc, có thể chăm nom. Từ tiếp theo wane, wana chia theo cách thứ bảy. Wane, wana là rừng, wane, wane là ở trong rừng hay là tại rừng. Đoạn thứ ba. Parichare là có thể săn sóc, có thể chăm nom. Paricharati là săn sóc hay là chăm nom. Mà chia theo cách, chia theo khả năng cách đó, thành ra mình khả năng cách, thành ra mình mới dịch thêm chữ là có thể. Chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba ta thấy chỉ có hai từ. Từ đầu tiên e canh chá. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra e căng cộng với là chá. E căng là một. Chá liên từ và. Từ thứ hai pha quý tách ta năng. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra pha quý tá cộng với là á ta năng. Pha quý tá đó có nghĩa là có tu tập hay là được tu tập. Á ta năng ở đây đã có rất là nhiều nghĩa. Nhưng mà ở đây chúng ta lấy cái nghĩa đó là không, chúng ta lấy cái chữ á ta năng này đó, có khi mình dịch ra là tự thân, có khi dịch là nghiệp, có khi dịch ra là cái tâm. Thì pha quý tát ta năng ở đây đó là người có tâm được tu tập. Người có tâm được tu tập. Thì tâm mà được tu tập hay là tâm mà có tu tập đó mới là quan trọng. Thành ra chúng ta dịch nguyên một cái hợp từ vậy. Pha quý tát ta năng là người có tâm được tu tập. Rồi chúng ta bước sang đoạn tiếp theo. Đoạn này chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên muhut tamapi, đây một hợp từ chúng ta tách ra muhut tăng cộng với là api. Thì api đó có nghĩa là dầu cho hay là dẫu cho. Muhút tăng đó là một lát, một chốc lát. Một lát, một chốc lát.
pu chá dê là pu chá giá tí, à, mà chia theo khả năng cách thành ra nó có cái hình thức là e. Pu chá giá tí đó là cúng dường, pu chá dê đó là có thể cúng dường. À, chúng ta bước sang đoạn thứ năm. Đoạn thứ năm, chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên, xa dê quá, đây là một hợp từ chúng ta tách ra xa cộng với là dê quá. Thì chữ xa ở đây đó là đại từ, ngôi thứ ba. Thành ra cái chữ chữ xa ở đây đó là chúng ta lấy theo cái nghĩa tính từ, nó bổ nghĩa cho chữ Puchana. Xa Puchana là việc cúng dường ấy. Ê quá, đây là từ nhấn mạnh chính, chính việc cúng dường ấy. Xây vô, tốt hơn. Đây là một cái tính từ. Xây vô là tốt hơn. Chúng ta bước sang cái đoạn cuối cùng ha. Đoạn cuối cùng chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên là chữ danh chê, đây là chữ danh cộng với là chê, thành ra đó là biến thành danh chê. Cái chữ danh ở đây đó là quan hệ đại từ, ở đây đó nó thay thế, nó thay thế cho cái việc là săn sóc chăm nom cái ngọn lửa. Quá xá xá tăng là 100 năm, chúng ta đã lấy nghĩa ra rồi. Từ hú tăng. Hú tăng đây là một cái danh động từ. Hú tăng có nghĩa là sự tế lễ hay là sự cúng hiến, sự tế lễ hay sự cúng hiến. Rồi bây giờ chúng ta mới mới dịch văn xuôi ha. Chá và vô chàn tú, người nào quá sơ sơ tăng 100 năm, phá rí chá rê chăm nom săn sóc, ác ghi ngọn lửa quá nê trong rừng. Người nào một tuần lễ 100 năm ở trong rừng, rồi là cái này mà phải phân tích rồi dịch nó hơi lâu quá, xin thưa quý vị, thành ra thôi và tạm thời chúng ta xem cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu đi.
À, giờ mà muốn dịch văn xuôi của cái đoạn này đó là chúng ta phải đảo, phải đảo cú thì dịch nghe nó mới êm tai. À, vậy nó hơi lâu thời gian của bà con chúng ta, thành ra mời quý vị tham khảo cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. À, dầu trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn hơn 100 năm tế tự. À, bây giờ chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2, phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavantaṃ avivādemi Svakkhato phakkhavatā dhammo dhammaṃ namassāmi Supatipanno phakkhavato savakka sangho sanghaṃ namāmi Namathuratanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Râm Pháp Quốc Kinh Chuyên Đề. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 107. Câu kệ này nằm trong phẩm ngàn Sahasrara. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại chùa Trúc Lâm, đề cập đến người cháu của trưởng lão Sariputta. Một lần nọ, trưởng lão Sariputta đến thăm cháu của mình. Chúng ta biết đó là trưởng lão Sariputta có rất là đông anh chị em, rồi cũng có rất là đông bà con. Trưởng lão đó là một xuất thân từ một gia tộc Bà La Môn, mà lại giàu có nữa, thành ra quyến thuộc đó đông. Xin thưa quý vị, thường chúng ta thấy những cái người đại phước thì chẳng những của cải nhiều nè, mà uy tín trong xã hội đó cũng lớn, thân bằng quyến thuộc đó cũng đông, danh vọng địa vị cũng cao, rồi bên cạnh đó còn có cái sự hiểu biết trí tuệ sâu rộng. Đó là những cái tố, những cái phẩm chất hay là những cái nổi trội của người đại phước. Ngài Sariputta cũng có rất là nhiều cháu. Thì thành ra đó là một lần nọ Ngài mới đến thăm một người cháu của mình và Ngài hỏi. Này ông Bà La Môn, ông có làm một cái việc thiện gì không? Thì người cháu Bà La Môn này mới trả lời đó là bạch Ngài có chứ. Con cũng có làm các cái việc thiện vậy. Ngài Xá Lợi Phất Ngài mới hỏi việc thiện đó, đó là việc gì. Cái người cháu này mới trả lời đó là cứ hàng tháng vậy đó, hay là tháng nào cũng vậy, con giết một con vật để tế lễ gìn giữ cái ngọn lửa thần.
À, thì nghe nói vậy bây giờ ngài Xá Lợi Phất mới hỏi tiếp à, vậy cho ông làm vậy đó thì nó có được cái lợi gì? Cái vị cháu đó mới trả lời đó là người ta nói đó là cái con đường lên thiên giới à, cách thực hành đó nó sẽ khiến con người ta sau khi thân ngoại mạng chung được cộng trú với Phạm Thiên. Thế ngài Xá Lợi Phất ngài mới hỏi tiếp, vậy chứ ai nói điều đó, ai dạy vậy? À, thì cái người cháu mới trả lời đó là bạch ngài các cái vị thầy của con à, các vị thầy của con. À, thì lúc bấy giờ đó vì cái tâm từ bi tế độ cháu của mình cho nên đó ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói đó là con đó à, đã dốt đã không biết rồi mà các thầy của con đó cũng không có biết luôn cái con đường lên thiên giới à, không có biết luôn cái con đường lên Phạm Thiên à, thôi thì con hãy đi theo ta đến yết kiến Đức Thế Tôn. Lúc đó đó trưởng lão Xá Lợi Phất mới dẫn người cháu của mình đến gặp Đức Thế Tôn và tường thuật lại cái câu chuyện mà hai cậu cháu đó đã trao đổi với nhau. Sau khi trình bày xong đó, tôn giả Xá Lợi Phất mới trình với Đức Thế Tôn là bạch ngài, xin ngài hãy hoan hỷ thuyết giảng về con đường lên cõi Phạm Thiên cho cháu của con nghe. Đức Thế Tôn ngài hỏi lại cho nó chắc. À, cho nên ngài mới hỏi cái vị cháu đó là nói này ông Bà La Môn có phải đó là ông đã nói như vậy hay không? À, thì cái người cháu đó mới trả lời đó là bạch ngài phải rồi. Thì nghe vậy bây giờ Đức Thế Tôn ngài mới dạy ngài nói này ông Bà La Môn dầu ông có chăm sóc chăm lo nè chăm nom tế tự cái ngọn lửa thần như vậy cả trăm năm đi nữa đó thì cái sự chăm lo chăm sóc đó đó cũng không bị kịp bằng với sự chăm lo chăm sóc à, đến một bậc thánh thinh văn của Như Lai dầu chỉ trong giây lát. À, sau khi Đức Thế Tôn ngài dạy vậy xong bây giờ ngài mới thuyết cái câu kệ này à, cho ông Bà La Môn đó nghe. Vô cha quá sát tăng chàn tú ác kinh pari cha rề quá nề e cành cha phà quế tắc tà năng mu hút tam áp bị phù cha dề xa dề quá phù cha nà xây dù danh cha quá sát tăng hữu tăng. Câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: dầu trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu cúng dường vậy tốt hơn hơn 100 năm tế tự. À, chúng tôi xin được đọc một cái bản dịch của ngài Hòa thượng Pháp Minh để bà con chư Phật tử chúng ta cùng tham khảo. Trăm năm trọn một kiếp người, rừng sâu thờ lửa chẳng lơi ngày nào, không bằng giây phút cần lao cúng dường những bậc tu nào chánh chân, cúng dường chân tu một lần còn hơn tế tự lửa thần 100 năm. Và đó là hai cái bản dịch. À, qua các cái bản dịch này ít nhiều gì bà con chư Phật tử chúng ta đó cũng hiểu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali mà Đức Thế Tôn ngài dạy. À, như vậy thì qua cái duyên sự này và qua cái phần chiếc nghĩa từ vựng này rồi qua các cái bản dịch mà chúng tôi đọc cho bà con chúng ta nghe đó. À, thì toát ý ở trong cái câu kệ này đó, cho chúng ta thấy đó là ở đây Đức Thế Tôn ngài dạy cho mình đó là giữa cái sự săn sóc chăm lo đối với một vật vô tri vô giác à, thì nó không có bằng cái sự săn sóc chăm lo của à, một cái con người có sự hiểu biết.
À, mà cái sự hiểu biết ở đây đó là sự hiểu biết dựa trên cơ sở tâm có tu tập. À, thì cái giá trị, cái lợi ích đó, nó lớn hơn. Dạ, nó lớn hơn. À, thì đại ý là vậy đó chứ thưa quý vị. Bây giờ chúng ta mới cùng nhau phân tích, mổ xẻ, chứng minh xem là tại sao nó lợi ích. À, rồi cái lợi ích đó, đó là nó to lớn như thế nào. Ở đây ngài dạy đó là vô cho quá sơ tăng chan tú ác gin pari cha rê quá nề, là người nào đó mà bỏ ra 100 năm để săn sóc, chăm nom, gìn giữ cái ngọn lửa, gìn giữ ngọn lửa trong rừng. À, thì sở dĩ đó ở đây mà ngài dùng cái hình ảnh gìn giữ, chăm nom cái ngọn lửa đó là vì rằng đối tượng nghe bấy giờ là một người Bà La Môn. À, mà chúng ta biết đó, đạo Bà La Môn đó là họ thờ lửa, thờ thần lửa. Lửa ban đầu đó, cái sức công phá nó ghê gớm quá. À, nó có thể là tàn phá nè, rừng núi nè, tàn phá đó, nhà cửa nè, quê màu đủ thứ. Cái sức công phá tàn phá nó ghê gớm quá, vậy con người ta lúc bấy giờ đó, không hiểu được, sợ, nể sợ. À, cho nên nó mới thờ lại, cho thờ lại. À, nhưng mà rồi sau đó đó, à, cái người ta mới biết đến cái giá trị của ngọn lửa nữa. Là ngọn lửa có thể làm ấm, rồi ngọn lửa có thể đó là làm chính thức ăn. À, ngọn lửa có thể hỗ trợ tiêu hóa. À, nên đó là người ta mới chăm nom gìn giữ cái ngọn lửa. Và ở trong truyền thống Bà La Môn, à, thì cái hình thức mà chăm nom, cung phụng, gìn giữ cái ngọn lửa đó, đó cho nó đừng có tắt, đừng có hư hoại, thì đó là một cái công đức. Công đức đó có thể khiến cho cái người đó, đó được cộng trú với Phạm Thiên. Và được cộng trú với Phạm Thiên. À, thì xin thưa quý vị, đó là cái cách hiểu của họ. À, do họ tin vậy, họ hiểu vậy, cho nên là họ thực hành theo vậy. Nhưng mà rồi sau khi mà Đức Thế Tôn xuất hiện ở trên thế gian đó, thì bây giờ đó, ngài dạy cho con người ta đó, cái cách để mà cộng trú với Phạm Thiên một cách đúng đắn. À, một cách hợp lý. Và ngài chỉ cho người ta thấy đó, cái việc mà chăm nom, săn sóc cái ngọn lửa đó, đó nó không có dẫn người ta đi lên, không có dẫn người ta cộng trú được với Phạm Thiên. Chẳng những vậy đó mà nó còn không có dẫn người ta đi lên được. Là bởi sao? Vì cái việc làm đó nó không có đúng. Việc làm đó nó không có hợp lý. Nó không đúng, nó không hợp lý ở cái chỗ nào? Ngọn lửa đó là một vật vô tri vô giác. Mình bỏ cả cái cuộc đời ra để săn sóc, chăm nom cho cái ngọn lửa đó, đó nó đừng có tắt. Và nó đừng có tắt. Thì mình có thể hiểu là giống như đó là mình chăm nom, mình săn sóc một cái hòn đá nào, hoặc là một cái ngọn núi nào, hoặc là một gốc cây. Và một gốc cây, anh cứ bỏ hết thời gian của cái cuộc đời của mình đó, để chăm nom, để săn sóc cái ngọn lửa, hay là hòn đá, hay là hòn núi, hay là
một dòng sông hay là một cái cây cối gì đó. Thì xin thưa quý vị đó, là mình chỉ toàn là tiền mất tật mang thôi. Tức là cái thời gian mà mình bỏ vô đó đó là vô bổ. Cái công sức mà mình bỏ vô đó, đó là vô bổ. Tại sao chúng tôi nói vậy? Mình bỏ suốt thời gian 100 năm vô cái đầu tư vô cho cái ngọn lửa đó, đó. Thì mình không có gặt hái lại cái lợi ích gì cả. Mình bỏ công sức, mình bỏ tiền của để cung phụng chăm nom cho cái ngọn lửa đó, đó. Thì mình cũng không có lấy lại được một cái lợi ích gì cả. Trong khi đó, đó, nếu mà mình có cái sự hiểu biết đúng đắn đó, thì mình có thể tạo ra vô vàn những cái ngọn lửa đó. Vậy thì tại sao đó là mình không có dùng cái công sức này nè, không có dùng cái thời gian này nè, không có dùng cái của cải tiền bạc này nè, để làm những cái công việc khác. Rồi bên cạnh đó mình có thể tạo ra vô vàn những cái ngọn lửa khác, những gốc cây khác, những ngọn núi khác, những dòng sông khác, vân vân. Mà mình cứ dí đầu vô, mình gìn giữ đúng có một cái ngọn lửa đó thôi, có một gốc cây đó thôi, có một ngọn núi đó thôi, có một dòng sông đó thôi, thì có phải đó là mình tự nhốt mình vào trong đó, mình tự cột chặt mình vào trong đó, mình tự giam hãm mình vào trong đó. Như vậy thì cái việc làm đó là chỉ có hại cho tới hại thôi. Và do đó đó mà Đức Thế Tôn ngài nói đó là cái việc làm đó đó nó đâu rồi, cái câu kệ nó chạy mất tiêu rồi. Nó không có bằng trong một chốc lát, trong một giây lát, muốt tâm bí trong một chốc lát thôi. Cúng dường bậc tự tu, ê canh cha pha quyết tắc ta năng muốt tâm bí pu cha gì, là dầu chỉ trong một lát thôi, có thể cúng dường đến bậc hay là người tâm được tu tập. Ở đây Đức Thế Tôn ngài nhấn mạnh nha, cúng dường đến người tâm có tu tập. Người tu ở đây đó có bốn hạng, xin thưa quý vị. Là hình thức có tu và tâm có tu. Thứ hai đó là hình thức có tu nhưng mà tâm không có tu. Thứ ba đó là hình thức không có tu nhưng mà tâm thì có tu. Và thứ tư đó là cả hình thức lẫn tâm đều không có tu. Người tu có bốn hạng vậy. Và trong bốn hạng này nè, Đức Thế Tôn ngài tán thán hạng người mà vừa có hình thức vừa có tâm được tu tập. Hình thức cũng có tu nè, tâm cũng có tu luôn đó, thì ngày 8 tháng đây là hạng người số 1. Còn nếu như đó mà mình không có đạt được cái hạng người này đó, thì ngày 8 tháng cái hạng người thứ hai đó là tâm có tu tập. Và tâm có tu tập như sư tu gì, chứ còn ngày không có 8 tháng cái hạng người mà hình thức có tu tập mà tâm đó thì lại không có tu tập, không 8 tháng cái hạng người đó. Thì từ cái chỗ này đó chúng ta thấy đó, yếu tố tâm có tu tập hay là tâm được tu tập đó mới cực kỳ quan trọng. Ở trong kinh Tăng Chi Pháp Một Chi đó, ở trong đó, đó Đức Thế Tôn ngài dạy đó là không có một pháp nào đưa đến lợi ích lớn, quả vị lớn như tâm khéo được tu tập. Tâm mà khéo được tu tập đó, thì đạt được cái quả vị lớn, lợi ích lớn.
À mà tâm khéo tu tập ở đây đó mình hiểu là sao ạ? Là tâm khéo đặt đúng hướng, à, tâm khéo được huấn luyện nè, tâm khéo đặt đúng hướng. Để tâm khéo được huấn luyện đó thì nó sẽ nhu nhuyễn, dễ sử dụng, dễ sai bảo, à, dễ sử dụng, dễ sai bảo, có thể đạt được đến các loại định nè. À, rồi tâm mà đặt đặt đúng hướng đó, à, thì có thể xuyên thủng được màn vô minh, giống như đó là một cái rau bắp đó, xin thưa quý vị. Cái rau bắp đó chúng ta thấy nó rất là mềm mại, à, nhưng mà nếu đặt đúng hướng đó thì có thể làm người ta bị thương, dạ, làm người ta bị thương. À, thì thành ra đó là tâm của mình đó, à, mà đặt đúng hướng, tức là khéo tu tập này, khéo huấn luyện đó, thì có thể xuyên thủng được mạng vô minh, dạ, xuyên thủng được mạng vô minh. Mà xuyên thủng màn vô minh thì có nghĩa rằng là với người mà tâm có tu đập tập thì người đó đó là gì? Có được một cái khả năng kiềm chế, khống chế, làm chủ được cái tâm của họ, kiềm chế, khống chế các loại tâm ma. Dạ, các loại tâm ma. Thì người mà tâm có tu tập đó là người đó sẽ thanh lọc, loại bỏ được các cái bẩn nhơ cấu quyến. Trong nội tâm của người đó sẽ không còn tham, không còn tà kiến, không còn ngã mãn, không còn sân, không còn ganh ghét, không còn buồng xỉn keo kiết, không có ăn năn hối hận, không có đó là hoài nghi, do dự lưỡng lự, không có đó là biến nhát, rồi là không có mê mờ tâm tối, không có đó làm càn làm bậy. À đây cái tâm có tu tập vậy. À, thì với người mà tâm có tu tập vậy đó, dù cho người đó chưa phải là bậc thánh, thì mình tới đó mình săn sóc, là mình chăm nom, là mình phụng dưỡng cho họ đó, thì cái lợi lạc mà mình gặt hái được đó nó cũng đã bội phần rồi. Tại sao xin thưa quý vị? Tối thiểu nhất đó, với một người mà tâm có được tu tập vậy đó, thì cái cách ăn, cách nói, là cách sinh hoạt của họ đó, à, nó cũng thoát tục thánh thiện. Đó là một cái tấm gương lành, một cái tấm gương tốt để cho mình noi theo. Và mình ở gần họ đó riết, mình cũng sẽ lây lan được cái đức lành, đức tốt của họ. Từ chỗ đó đó mà mình được tiến bộ hơn. À, rồi nè, gần gũi họ đó thì mình sẽ được nghe điều hay, điều phải. À, từ cái chỗ mà mình được nghe điều hay, điều phải này, dần dần mình có thể được nghe chân lý từ nơi họ. À, được nghe chân lý từ nơi họ. À, thì khi mà được nghe những cái đó đó thì cũng sẽ khiến cho cái tri kiến của mình nó mở mang ra, khiến cho mình được khôn ra. Thử hỏi quý vị đó, có lợi không? Lợi. Đó là lợi trước mắt. À, rồi còn với một cái người tâm có tu tập vậy đó, à, mà mình tới mình phụng dưỡng họ, này, mình tới mình săn sóc họ, này, là mình đang tạo ra những cái nhân, nhân lành, à, nhân thiện, nhân phước. Tức là mình đang tạo cái nghiệp thiện. Nghiệp thiện ở đây được tác động lên đối tượng có tu tập. À, thì cái nghiệp thiện đó nó sẽ cho ra cái quả phước kết xù về sau. Cái quả phước đó nó có thể trổ trong đời sống hiện tại cho mình, nó có thể trổ ở trong đời sống sau sau này, khiến cho mình sau khi thân hoại mạng chung nhờ cái việc săn sóc, chăm lo, phụng dưỡng người tâm có tu tập đó, đó, cho nên mình sẽ được tái sanh trở lại làm người hoặc là cõi trời. Nhưng nếu tốt đẹp hơn nữa đó, qua cái việc này chăm nom, phụng dưỡng, săn sóc gần gũi họ đó, à, cái họ là một cái tấm gương lành, họ là một cái tấm gương tốt để cho mình bắt chước noi theo, khiến cho mình giống như họ luôn, giống như họ luôn. Tức là mình cũng là người, mình cũng trở thành người tầm có tu tập giống như họ, mình cũng trở thành là người tâm không còn tham, không còn sân, không còn si giống như họ. À, thì lúc đó đó,
cái lợi lạc mà mình đạt được đó là cao thượng, là tốt bậc, giá là tốt bậc. À, cho nên đó là ở trong chú giải mới so sánh đó, là dù cho mình có cung phụng ha, chăm nom 100, 1000 ông tăng mà là phàm đó. Mà là phàm đó xin quý vị, thì mình không có bằng chăm nom cung phụng săn sóc cho một bậc thánh tu đồng giàu cho người đó đó không phải là ông tăng. Đó không phải là ông tăng. À, thì điều này đó cho chúng ta hiểu đó là cái giá trị của cái tâm tu tập mà làm đối tượng để cho chúng ta cung phụng săn sóc chăm nom cúng dường đó, thì cái kết quả lợi ích mà mình gặt hái lại á vô cùng to lớn. Chà, vô cùng to lớn. À rồi, ở đây đó chúng ta lại hiểu theo một cái nghĩa ẩn nghĩa sâu nữa. Nghĩa ẩn nghĩa sâu ở cái từ đó là pha quý tát ta năng mu hút tâm ma pi pu cha dê. À, thì cái chữ pu cha dê ở đây đó là cúng dường, là săn sóc, là chăm nom, sư quý vị. Thì cái cúng dường này đó có hai. À, là mình cúng dường bằng cách đó là chăm nom săn sóc vật chất cái ăn là cái mặc là chỗ ở thuốc trị bệnh đó đến một cái đối tượng có tu tập. À, đó là một cách. Cách thứ hai, cái cúng dường này đó là cúng dường cách thực hành, tức là bản thân của mình là người tâm có tu tập thì lúc bấy giờ đó cũng được gọi là cúng dường. Dạ, cũng được gọi là cúng dường. À, cho nên ở trong cái bài kinh Mahaparinibbana, Đức Thế Tôn ngày dạy đó là cúng dường Như Lai cách cao thượng nhất chính là thực hành theo lời dạy của Như Lai. À, thực hành theo cái lời dạy của Ngài đó thì đó mới là cúng dường cao thượng. À, cho nên là gì? Tự bản thân của mỗi người đó mà thanh lọc nội tâm, thanh lọc nội tâm làm cho tâm của mình nó trở nên nhu nhuyễn thanh tịnh đó, thì đó là cách cúng dường. Dạ, đó là cách cúng dường. Cho nên là mình mà bỏ ra một khoảng thời gian thôi, chừng 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút, 30 phút, an trú cái tâm của mình vào ở trong đó là thân quán niệm xứ nè, tâm quán niệm xứ nè, thọ quán niệm xứ nè, pháp quán niệm xứ nè, mà xin thưa quý vị ra an trú thật sự ha, an trú thật sự á, thì nó còn có giá trị hơn là mình bỏ xuống cả cuộc đời để săn sóc chăm nom cho cái tào lao, và cho cái vô bộ. Đây cái câu kệ này mình hiểu sâu là phải hiểu kiểu vậy đó. Vì rằng đó, 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút đó đó mà cái tâm của mình thật sự an trú vào ở trong tứ niệm xứ đó, thì ngay khi đó đó là mình gieo được cái hạt giống bồ đề. Và cái hạt giống bồ đề, mà hạt giống bồ đề gieo á thì nó sẽ cho ra cây bồ đề, tức là dẫn đến sự giác ngộ giải thoát. Còn nè, mình gieo, mình chăm nom săn sóc gìn giữ cái ngọn lửa đó đó cả năm trăm năm đi nữa đó, thì cái hạt giống mà mình gieo đó, xin thú quý vị, đó là cái hạt tà kiến. Cái hạt giống tà kiến, thì cái hạt giống đó khi mà nó trổ quả đó là cho mình sự khổ đau. Chúng sanh chấp nhận tà kiến đó, thì phải bị đọa xứ. Chúng sanh mà chấp nhận tà kiến đó, thì được sanh về cõi lành. Cho nên là cái sở hành hành vi lối sống của mình đó mà dựa trên cơ sở ý thức hệ tà kiến đó, thì sau khi thân hoại mạng chúng bị đọa. Còn mà dựa trên cơ sở ý thức hệ chánh kiến đó, thì sau khi thân hoại mạng chúng được sanh lên. Và được sanh lên. Hay giờ mình sống mà rạc chánh kiến đó, rạc chánh kiến đó,
Thì cái chánh kiến đó nó dẫn đường chỉ lối để mình thâm nhập vào hành xứ của tổ phụ. Đi trên hành xứ của tổ phụ thì sẽ về với tổ phụ. Về với tổ phụ là sao? Đi trên hành xứ của tổ phụ tức là đi trên con đường 37 pháp trợ giác ngộ. Thì về với tổ phụ tức là gì? Là đi đến chỗ giác ngộ, giải thoát, niết bàn. Giá niết bàn. Thì thành ra đó là giàu cho. Chúng tôi nói nó rất là hẹp, rất là ngắn luôn. 1 phút, 2 phút, 5 phút thôi. Mà cái tâm của mình thật sự an trú ở trong 30 pháp trợ giác ngộ đó. Để mà mình nói gọn là an trú ở trong tứ niệm xứ, hoặc là an trú ở trong ba thánh đạo đó, đó. Thì ngay khi đó là mình gieo được cái hạt. Hạt mà này là hạt bồ đề. Thì hạt bồ đề đó, hội đủ duyên lành sẽ cho cây bồ đề. Mà cây bồ đề đó mình hiểu đó là sự giác ngộ giải thoát. Sự giác ngộ giải thoát. Vậy thì ở đây đó, lúc bấy giờ tự bản thân của mỗi mỗi người chúng ta nè, làm một cái phép toán so sánh đó, chúng ta sẽ thấy được cái nào giá trị hơn. Mình bỏ ra cả 100 năm nè, thời gian nè, công sức nè, tiền của nè, để chăm nom cho một cái ngọn lửa đó. Cái ngọn lửa đó, đó nó không phải là tưởng để làm cho tâm của mình trở nên nhu nhuyễn thanh tịnh. Chẳng những vậy đó, mà cái ngọn lửa đó đó nó còn làm cho mình khiếp đảm khiếp sợ nữa. Như vậy thì cái việc bỏ thời gian công sức tiền của đó đó là đúng hay sai, đáng hay không đáng. Rồi mình bỏ thời gian công sức tiền của ra dù cho ít thôi, 1 ngày 2 ngày, để mình chăm lo săn sóc cung phụng phụng dưỡng hộ độ hộ trì cho một người tâm có tu tập. Cái tâm của họ đó, thưa quý vị, có tu tập. Thì ở trong cái duyên sự khi nãy Đức Thế Tôn ngài nói đó là thánh đệ tử của ngài, tức là chăm nom săn sóc một bậc thánh, dù cho bậc thánh đó là tu đạo hoàng đi nữa, thì mình cũng có được vô vàng cái lợi ích. Và vô vàng cái lợi ích mà khi nãy chúng tôi phân tích cho tất cả chúng ta nghe đó. Thì tối thiểu nhất là gì? Qua cách mình săn sóc ủng hộ chăm lo cho họ đó, thì mình cũng bắt chước được cái hành vi lối sống, đi đứng nằm ngồi nói năng nhỏ nhẹ nè, quan thai thoát tục thánh thiện nè, từ đó mà mình bắt chước theo được. Và rồi bậc thánh, bậc thánh nè, họ không nói láo nè, họ không có đánh đập mình nè. Những cái gì mà họ nói ra thì phải là những cái lời đưa đến lợi ích cho người nghe. Và đưa đến lợi ích cho người nghe. Cho nên đó là qua cái lời nói mà họ nói ra đó, mình cũng được vô vàn những cái lợi ích nữa. Và nếu giữa mình với họ mà có duyên lành đó, lời nói họ nói ra là chân lý, là khế hợp, là phù hợp với căn cơ cá tánh trình độ của mình đó, nương theo đó mình thực hành theo, thì mình sẽ đạt được vô vàn cái lợi ích nữa. Giống như đó là thanh niên Upatissa, chỉ có một chốc lát, một giây, một thời gian ngắn ngủi thôi, cung phụng phụng sự săn sóc chăm nom cho ngài Asachi, cho ngài Asachi, thì qua qua cái cách đi đứng nói năng nhỏ nhẹ khoan tai thoát tục của ngài đó, khiến cho thanh niên của Batista khởi lên được cái niềm tỉnh tính, khởi lên được sự quan hệ. Và rồi qua cái lời dạy ngắn ngủi của ngài, một bài kệ 4 câu đó, các pháp phát sanh lên do nhân duyên đó, đứng Như Lai chỉ ra cái nhân duyên đó, nhân duyên đó mà diệt thì các pháp đó diệt. Bậc Đại Sa Môn đã nói như vậy. Một câu kệ 4 câu, 4 đoạn đó thôi. Một câu kệ có 4 đoạn vậy.
thì nghe được một câu kệ bốn đoạn từ một người tâm có tu tập. Qua cái lời dạy đó, thanh niên Upatissa đã thực hành theo cái lời dạy đó và thành tựu được quả vị Tu Đà Quán. Chúng ta thấy chưa? Cái việc mà chăm nom săn sóc phụng dưỡng cúng dường cho một người tâm có tu tập chỉ một chút lát ngắn ngủi vậy thôi cũng khiến cho cái người đó đã được lợi ích to lớn vĩ đại. Là vì sao? Đó là một cái con người sống, một con người động. Từ cái con người đó mình có thể học hỏi được đức hạnh của họ. Từ con người đó mình có thể học hỏi được cái tri kiến của họ. Một người tâm có tu tập sẽ cho mình hai thứ. Một là phẩm hạnh đức độ của họ. Qua đức độ của họ là tấm gương để cho mình bắt chước noi theo. Thứ hai, một người tâm có tu tập là một người có tri kiến thanh tịnh. Tri kiến của họ mà cho mình thì tri kiến đó sẽ hỗ trợ, giúp đỡ, khiến cho mình cũng sẽ được giải thoát giống như họ. Còn mình mà cung phụng chăm lo săn sóc cái ngọn lửa đó thì xin thưa quý vị, chúng tôi nói rằng nó giống như cái gốc cây, giống như ngọn núi, giống như dòng sông. Nó không có tác động ngược trở lại. Cho nên đó là ở đây Đức Thế Tôn ngày mới nói đó, để dù cho mình có bỏ ra cả trăm năm hay là cả ngàn năm luôn, hay cả tỷ kiếp luôn, thì nó cũng vô bổ, nó không có lợi ích gì đâu. Không bằng chỉ trong một chốc lát vậy thôi. Chúng ta thấy cái khoảng thời gian mà Thanh Niêu Bát Tí Xá đó, trăm năm cung phụng ngài Sa Chí đó đâu có bao lâu. Thì khoảng thời gian đó tốt hơn, giá trị hơn. Đây là cái ý mà ẩn chứa ở trong câu kệ Bali này. Chúng tôi hiểu, người xin được trình bày đến với bà con chư Phật tử chúng ta là như vậy. Thì mong qua cái lời giảng của chúng tôi hay là qua cái câu kệ này, bà con chư Phật tử chúng ta sẽ nghiệm ra được nhiều điều để ứng dụng vào trong cái đời sống của mình. Từ đó đó mà mình có được nhiều cái lợi lạc. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này xin cúng dường đến chư Tôn Đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm mạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông ở trong đời sống, được tiến hóa trong Phật Pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến tất cả chư thiên trong ba cõi, nhất là các vị có đại quy lực, đại thượng lực. Cầu mong các vị nhận phần phước này để an lạc nơi cảnh giới chư thiên. Rồi xin quý vị hộ trì Phật Pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Buddhaya. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa. Chúng con kính bài pháp cú ngày hôm nay cho chúng con nghe được rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức, và con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được.